Hôm nay là ngày nghỉ, Bảo Châu được mẹ cho ra hiệu sách chơi. Nhìn những cuốn sách hay, những hình ảnh tranh vẽ rất đẹp, khiến Bảo Châu thích mê. Bảo Châu lựa chọn được cuốn sách mình yêu thích, cô bé bị cuốn hút theo từng con chữ, rồi bắt đầu đọc say sưa. Chị Thủy, mẹ của Bảo Châu biết rằng con gái rất ham mê đọc sách, nên đã cùng con lựa chọn những quyển sách hay như một phần thưởng cho một tuần học tập với nhiều thành tích của bé. Cũng như Bảo Châu, nhiều bạn nhỏ khác cũng được bố mẹ đưa đến hiệu sách và lựa chọn mua cho các bé những cuốn phù hợp với lứa tuổi. Nhiều bạn sinh viên hay các bác lớn tuổi cũng có niềm vui và thói quen đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Có được sách hay là một điều ai cũng mong muốn, và những hình ảnh về cả một thế hệ đọc sách vẫn ẩn hiện đâu đó trong thời buổi công nghệ này. Văn hóa đọc sách thực sự vẫn tồn tại. Tuy nhiên, để khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở tất cả mọi người trong xã hội mạnh mẽ hơn, hãy bắt đầu từ những ngày người ta còn thơ bé, định hướng cho các em tìm niềm vui ở những cuốn sách hay, tạo niềm đam mê đọc sách cho trẻ. Sách vốn là nguồn tri thức vô giá. Vậy làm thế nào để nguồn tri thức này được lan tỏa, được sẻ chia? Làm thế nào để mọi người đều tiếp cận được? Sách lan tỏa yêu thương, chương trình do Viettel phát động, là sự chia sẻ mang những cuốn sách hay cho các em học sinh chưa có điều kiện tiếp cận nhiều vào thế giới sách, giúp các em hình thành thói quen đọc sách. Chương trình được triển khai bắt đầu từ bậc tiểu học. Trong chương trình, mỗi lớp theo danh sách lựa chọn sẽ có tủ sách tại lớp học. Đây là sự khởi đầu và dần dần sẽ lan tỏa, tạo nên môi trường đọc sách, văn hóa đọc sách, góp phần hình thành tri thức, nhân cách cho các em thiếu nhi, đặc biệt là ở các vùng còn khó khăn. Những trang báo, những cuốn sách hay mà chúng ta đã đọc sẽ được phát huy tối đa giá trị, mang một thế giới mới mẻ đầy sắc màu và ý nghĩa cho các em bé có cơ hội được khám phá, tìm tòi trong kho tàng tri thức. Hoạt động quyên góp sách từ những khách hàng thân thiết của Viettel và cán bộ công nhân viên Viettel, xây dựng được tủ sách cho trường học đang được phát động mạnh mẽ. Mỗi sự đóng góp của mỗi người sẽ giúp cho các em có cơ hội công bằng hơn trong việc tiếp cận tri thức, khám phá thế giới và nuôi dưỡng ước mơ. Đóng góp sách để chia sẻ kiến thức, chia sẻ yêu thương cho cộng đồng. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch đã rất thành công với chương trình sách hóa nông thôn trong suốt hơn 20 năm qua. Anh thật sự xúc động khi biết Viettel cũng đang thể hiện trách nhiệm với xã hội của mình bằng việc đưa sách về các trường học với tên gọi Sách Lan Tỏa Yêu Thương. Thực ra trong thiết kế chương trình của sách hóa nông thôn ấy, thì chúng tôi đã đặt kỳ vọng là các cái doanh nghiệp nhà nước và tư nhân để tham gia vào tiến trình sách hóa nông thôn. Thì khi mà Viettel đã tham gia vào hoạt động này thì đấy là nằm trong kỳ vọng thiết kế, thì đấy là tôi rất là vui. Trong quá trình tạo ra các tủ sách thì phải có tác động từ bên ngoài, giống như ở cụ thể ở đấy là Viettel tặng sách, còn nhà trường và cha mẹ học sinh phải tham gia vào quá trình tạo ra các tủ đựng sách và tham gia trong quá trình khuyến đọc. Khi mà tủ sách đặt trong lớp học ấy, thì tần suất tiếp xúc giữa mắt của con trẻ với sách được hàng ngày, và đó là một cái hình thức khuyến đọc tốt nhất. Con trẻ thấy sách hàng ngày ở lớp, rồi là các con mượn sách đưa về nhà đọc, rồi sau đó các con lại thảo luận sách với nhau, rồi các con lại giới thiệu sách trước toàn trường. Cái việc thảo luận sách thì cái tri thức có trong sách nó được tương tác lẫn nhau, được con trẻ dùng để nói với nhau, tương tác với nhau, thì đấy là cách khai thác tủ sách hiệu quả. Có được không gian sách đẹp, khoa học và duy trì phát triển bền vững như thành công mà nhà báo Nguyễn Quang Thạch đã thực hiện, chắc hẳn sẽ cần rất nhiều yếu tố. Với tủ sách học đường mà Viettel kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm đam mê sách ở tất cả mọi người, và đặc biệt là từ trẻ nhỏ, thì yếu tố đầu tiên chúng ta cần có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Quan trọng hơn hết, cha mẹ cùng con tham gia vào việc đọc sách với con. Cùng chung niềm đam mê tâm huyết với sách, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh cũng đã có những cách truyền cảm hứng rất hay, rất lý thú để khiến con trẻ yêu sách và ham đọc sách. Thường thì các bố mẹ cho là đọc sách là tốt, đọc sách là hay, nhưng chỉ nói chung chung như vậy. Thế cái quan trọng lớn hơn là phải chỉ cho các bạn biết là thế nào là hay. Thế rất là hay và mời các bạn đọc, chứ không bảo là con phải đọc. Muốn các con mình thích đọc sách thì chúng ta phải chuẩn bị một không gian đọc sách cho chúng từ rất sớm, từ khi các con còn chưa ra đời. Chúng ta đã có thể nghĩ đến trong một căn nhà không chỉ có chỗ chơi mà còn có chỗ đọc sách. Với từng cái bước lớn lên của con thì bố mẹ sẽ tham gia vào quá trình hướng dẫn con đọc sách chẳng hạn. Nếu như bố mẹ có một từ, đó là từ tôn trọng. Thứ hai là từ cùng tham gia. Thứ ba là không cấm đoán điều gì cả.
Đấy, và thứ tư là trò chơi, tạo tất cả thành một trò chơi hưng phấn. Thì tất cả những điều này sẽ giúp cho bố mẹ cùng các con cùng nhau xây dựng cái văn hóa đọc trong gia đình một cách dễ dàng. Những cách làm hay sẽ được áp dụng trong chương trình Sách Lan tỏa yêu thương của Viettel, giúp các em học sinh được tiếp cận nhiều vào thế giới sách và hình thành thói quen đọc sách. Hiện chương trình Sách Lan tỏa yêu thương được Viettel triển khai ở các địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị. Chương trình đã thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên Viettel cũng như các khách hàng Viettel. Niềm vui trên ánh mắt trẻ thơ chính là động lực giúp Viettel phát triển và nhân rộng hơn nữa mô hình này đến với nhiều địa phương trên cả nước. Viettel cũng mong muốn các khách hàng tham gia, chung tay góp sức tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cho hoạt động Sách Lan tỏa yêu thương, mang tri thức đến với tất cả mọi người.